Xin chào các bạn, mình là Hoàng Thành Trung. Trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để mà tập cái vùng bàn tay và vùng cổ tay sao cho hiệu quả. Thì rất nhiều người gặp những vấn đề về như là đau cổ tay, chủ yếu là do cái cổ tay nó không được khỏe, hay là gặp vấn đề về lực nắm, hay cả vấn đề về ngón tay do sử dụng điện thoại quá nhiều này, vuốt. Thì mình nhiều người bị vấn đề cái đau hay viêm ở đây, thì mình đi vào để phòng tránh những vấn đề này. Ở cái bài đầu tiên mình muốn giới thiệu đấy là crushing grip, có nghĩa là mình tăng cái lực nắm của phần bàn tay. Thì với những biến thể dễ nhất đây, mình sẽ tìm những cái vật như thanh ba này, mình nắm chặt vào đây, đây hai tay này, nắm chặt thiết cỡ đây, giữ khoảng tầm 50 giây, xong thả ra, xong nắm lại tiếp, chặt nhất có thể cho mình, chặt nhất. Rồi, các bạn cảm giác rõ vùng bàn tay nó phải hoạt động như nào. Với biến thể khó hơn của cái lực nắm này, mình có thể sử dụng thanh xà. Đơn giản thôi, nắm xà và giữ đây, lớn hơn cơ thể của mình, nắm thật chặt vào, nắm thật chặt, nắm thật chặt, nắm thật chặt, lớn hơn cơ thể. Rồi, việc luyện grip ý, mình có thể thay vì thanh xà thì dùng cái ring này cũng được, thì vẫn như thế thôi. Các bạn lưu ý nhá, với những biến thể dễ hơn này, mình để chân đây để tạo thêm cái lực đỡ cho cái tay. Đây những bài hang. Khi quen rồi, nhấc chân lên. Khi các bạn mà muốn khó hơn chút nữa thì mình nắm một tay thôi. Đây, nắm một tay này. Rồi. Ok. Tiếp tục mình muốn tập ở đây cho vùng bàn tay và vùng cổ tay, đấy là vùng ngón tay. Nó cũng quan trọng như vùng ngón chân ấy. Thì mình lựa chọn những biến thể để tập bàn tay này. Một bài mình hay tập đấy là bài chống đẩy bằng ngón tay. Đây, các bạn thể tùy thực hiện theo sức thôi, 4-5 rep gì đấy. Nếu cảm giác mà mình không dừng ở tư thế push up full này thì mình dùng đầu gối cũng được. Lên, lên. Nếu mà các bạn muốn dễ hơn nữa thì mình sử dụng là tư thế đứng, thì mình sẽ chọn những bức tường. Đây, chọn những bức tường đây, rất đơn giản thôi, càng thẳng người thì càng dễ. Đây, thẳng người. Các bạn vấn đề về cổ tay ấy, thì mình nên tập cho vùng ngón tay nó khỏe thì chắc chắn là những vấn đề về cổ tay nó sẽ đỡ dần. Đây, đúng rồi. Ok, tiếp đến một vùng cực kỳ quan trọng ở bàn tay, đấy là phần ngón cái. Nó quan trọng như kiểu vùng ngón cái của bàn chân ấy. Thì vùng ngón cái này, trong cái thời đời sống hiện đại này, nhất là các bạn dùng hay dùng điện thoại ấy, bạn vuốt rất là nhiều, nó tạo ra cho cái tay này nó bị quá tải. Thậm chí những bạn vuốt nhiều quá bị đau ở đây. Thì mình sẽ muốn tập cho nó vùng mobility cho ngón tay cái trước. Đơn giản thôi, quay tròn, quay tròn, quay tròn, quay tròn, quay, 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 gập, quay, quay, tập. Đấy là bài tập mobility cho ngón tay cái. Thì mình muốn tập sức mạnh cho vùng này luôn. Thì đơn giản là mình sẽ dùng những cái bánh tạ như này. Đây là bánh tạ 1,25 cân. Các bạn thể cầm rộng ra một chút. Đây, cầm như này, xong rồi đi lại thôi. Hoặc là khơ, nhấc, nhấc. Nếu muốn tăng độ khó thì mình có thể dùng những bánh tạ nặng hơn. Chẳng hạn như đây khoảng 10 cân. Nắm lên, lên đây, nắm, nắm. Ok, tiếp tục cái phần cuối cùng mình muốn nói đến đây là vùng tập cho cổ tay. Thì các bạn thể sử dụng một cái thanh gỗ này hoặc là thanh gỗ dài hơn nếu mà muốn tăng thêm áp lực. Đây mình sẽ tập cái vùng ngửa cổ tay và úp cổ tay trước. Đây, nếu mà các bạn yếu ấy, có thể cầm giữa thanh này, xoay, xoay. Có một số dụng cụ để tập cái bài này ấy, là những, có những cái thanh sắt hoặc những thanh bằng thép, nó khá là nặng. Thì nó giúp mình là tập nặng hơn. Hoặc mình cầm ở cuối thanh này, xoay, xoay, xoay. Các bạn hoàn toàn có thể dùng những cái thanh nó dài hơn nếu muốn, để nó tăng thêm cái lực. Rồi, tiếp tục, đấy là ngửa và úp. Đây mình tập ở tư thế nó ngang như này,
kéo lên, đi xuống, kéo lên, đi xuống, kéo lên. Rồi, ngược lại. Đây tập trung, kéo lên, đi xuống. Đi xuống. Ok, một biến thể nữa. Đây, mình muốn tập cho biến thể gập của cổ tay. Gập, 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 gập. Cái này rất đơn giản, tăng độ khó. Mình lấy một cái bánh tạ để ở giữa này. Các bạn thể coi như là cuốn, 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 cuốn ngược lại, cuốn ngược lại, cuốn ngược lại, cuốn ngược lại. Rồi, ok.